trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B, nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng học tập, ngay từ đầu tuần này đã treo cờ rủ để tưởng nhớ tới một nguyên thủ, đồng thời cũng là một học trò xuất sắc của nhà trường. Ông Phạm Văn Nam không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của một người bạn thân thiết thuở thiếu thời. Một con người mà từ thuở bé cho đến khi là chủ tịch nước vẫn luôn giữ trọn nghĩa tình với quê hương, với bè bạn. Trước tập thể nhân dân ở khu vực xóm 13, ông đã phải phát biểu một câu là tôi sinh ra và lớn lên mồ côi cha 7 tuổi, được sự cưu mang của các cụ, các ông, các bà, nhân dân trong xóm cùng mẹ tôi để đến hôm nay tôi được trưởng thành. Nghĩa là cả hội trường chảy hết nước mắt. Thực chất lúc đấy là ông nói rất là khiêm tốn, chứ còn sự giúp đỡ nó nghèo khó không có. Mình mẹ ông để no cho gia đình ông. Ấy, một cái câu nói rất là chan hòa, gần gũi. Và chúng tôi rất là cảm kích. Đây là một người bạn rất đặc biệt và rất là hiếm có. Khi lên cương vị chủ tịch nước, về họp hội đồng môn hoặc quan hệ với xóm làng vẫn như xưa, vẫn là người bình thường, chứ không có gì thể hiện cách biệt. Chỉ một ngày sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với quê hương Ninh Bình với tấm lòng tri ân đặc biệt. Và trong nhiều lần về thăm và làm việc sau đó, Chủ tịch nước luôn khẳng định tình cảm của nhân dân cả nước nói chung, của nhân dân Ninh Bình nói riêng là những động lực để ông luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Một con người rất bình dị và rất dễ hòa cảm, đồng cảm với dân. Tình cảm của bác đối với quê hương, đối với địa phương là hết sức đáng trân trọng. Điều tôi ấn tượng nhất đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang đó là một người vừa có phẩm chất của một vị tướng rất là oai phong, rất là nghiêm nghị, nhưng lại có tác phong rất là ân cần, gần gũi với nhân dân và đặc biệt là với lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ. Đối với lực lượng công an Ninh Bình chúng tôi, đồng chí Trần Đại Quang vừa là lãnh đạo, vừa là đồng chí đồng đội và như một người anh lớn của lực lượng công an Ninh Bình. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một niềm tự hào lớn của quê hương Ninh Bình. Lúc này mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng để đón người con xuất sắc trở về với lòng đất mẹ.